này cũng như có những người nói đến các bạn mình đã từ Đắk Lắk và từ Đồng Nai cùng xuống đây để vui chơi với Như Mai và Kim Ngọc thì rất là cảm động. Và tại đây khán phòng sau đêm ngày hôm nay, Kim Ngọc xin gửi đến các bạn và toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối một bài hát của chị Hương Sơn được mang tên Núi Tiếc. Bài hát này xin được hát chung với Quốc Hùng.